Thưa quý vị, NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine để đảm bảo rằng lịch sử sẽ không lặp lại một khi xung đột kết thúc. Đó là tuyên bố vừa được Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đưa ra sau hội nghị bất thường của Ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức này diễn ra ở thủ đô Oslo của Na Uy. Hội nghị kéo dài 2 ngày tại Oslo được coi là bước đệm quan trọng trong lộ trình hướng tới hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra trong tháng 7 tới tại Litva. Ngoại trưởng các nước NATO cho rằng Ukraine có khả năng được kết nạp làm thành viên NATO, cũng giống như Phần Lan và Thụy Điển. Các nước NATO sẽ đưa ra quyết định thời điểm thích hợp để kết nạp Ukraine làm thành viên, song vấn đề này chưa thể thực hiện khi Ukraine còn đang trong tình trạng chiến tranh. Cũng theo Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, NATO và Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Khi xung đột đang diễn ra, chúng ta không thể đưa Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của NATO, nhưng đồng thời chúng ta cần chuẩn bị những gì xảy ra khi chiến tranh kết thúc nhằm đảm bảo lịch sử không lặp lại. Dù có nhiều thành viên NATO ủng hộ kết nạp Ukraine, song một số quốc gia khác quan ngại vấn đề này sẽ đưa NATO đến gần một cuộc xung đột với Nga, bởi Nga tuyên bố việc Ukraine trở thành thành viên NATO là lằn ranh đỏ với Nga. Trước đó, Ukraine nhấn mạnh sẽ không gia nhập NATO khi đang xảy ra xung đột trên lãnh thổ nước này, nhưng muốn liên minh quân sự có hành động vượt ra ngoài cam kết đưa ra năm 2008 rằng sẽ kết nạp Kiev vào một thời điểm nào đó. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc đã đề xuất Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động vận chuyển ammoniac của Nga qua cảnh Ukraine trong khuôn khổ nỗ lực cứu vãn thỏa thuận xuất khẩu an toàn ngũ cốc qua Biển Đen. Theo một số nguồn tin, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý với đề xuất trên, trong khi Nga chưa đưa ra phản hồi. Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho sáng kiến ngũ cốc Biển Đen giữa Nga và Ukraine vào tháng 7 năm 2022 để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu càng trầm trọng hơn do cuộc chiến Nga-Ukraine, nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Trong tháng 5 này, Nga đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen thêm 2 tháng, nhưng cho biết sáng kiến này sẽ chấm dứt trừ khi một thỏa thuận nhằm khắc phục những trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga được thực hiện. Thưa quý vị, kỷ lục 12,91 triệu học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học đã đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hàng năm ở Trung Quốc, còn được gọi là cao khảo trong tiếng Trung. Con số này tăng 980.000 ứng viên so với năm 2022, bất chấp sự gia tăng số lượng thí sinh tham dự kỳ thi hết sức khó khăn này. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi từ 16 đến 24 ở Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục là 20,4% vào tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp đại học năm nay sẽ lên mức đỉnh là 11,58 triệu, tương đương với dân số Bỉ. Hiện Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực khuyến khích những người trẻ tuổi lập nghiệp nông thôn trong bối cảnh áp lực việc làm ngày càng tăng. Thưa quý vị và các bạn, trái đất đã vượt qua giới hạn an toàn đối với con người do nhiệt độ tăng, hệ thống nước bị gián đoạn và môi trường sống tự nhiên bị phá hủy. Đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Nature. Nghiên cứu xác định các hoạt động của con người đã khiến 7 trên 8 ranh giới trong hệ thống trái đất vượt qua giới hạn an toàn, đe dọa sức khỏe hành tinh và con người. 8 ranh giới trong hệ thống trái đất gồm khí hậu, đa dạng sinh học nước, hệ sinh thái tự nhiên, sử dụng đất và tác động của phân bón và thuốc trừ sâu. Một khi các giới hạn này bị vượt qua, con người sẽ hứng chịu thiệt hại đáng kể, bao gồm việc tiếp cận không đầy đủ với nguồn nước sạch, an ninh lương thực không được đảm bảo, phải di rời nơi ở do nhiệt độ tăng hoặc lũ lụt. Nghiên cứu nhận định giới hạn an toàn về sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu là 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết mức tăng nhiệt độ thực tế là từ 1,1 hoặc là 1,2 độ C. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 2 tháng 6 năm 2023 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, gần đây bọ biển khổng lồ 14 chân đã trở thành điểm nhấn của một tô mì tại nhà hàng ramen ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, thu hút nhiều thực khách thích khám phá đến để thưởng thức cũng như chụp ảnh. Trên mỗi bát mì ramen là một con bọ biển 14 chân. Mỗi bát phiên bản giới hạn tại nhà hàng The Ramen Boy có giá 1.480 đài tệ, tương đương 48 đô la Mỹ và chỉ dành cho những khách quen của quán. Thực khách muốn ăn ramen bọ biển phải đăng ký và đặt trước. Kể từ khi nhà hàng tung ra bát mì phiên bản giới hạn này vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, đã có hơn 100 người đặt chỗ để được thưởng thức món ăn độc lạ.
Nếu đó chỉ là một thực đơn đặc biệt và những con isopod khổng lồ bị đánh bắt không cố ý như nhà hàng nói, thì mọi người nên thử ăn nếu có cơ hội. Tôi rất hãnh diện vì có cơ hội nếm thử món ăn này. Nhà hàng nằm ở quận Trung Sơn đã đăng hình ảnh món ăn lên Facebook trong tuần này và nói rằng việc chế biến món bọ biển rất đơn giản. Tô mì ramen rất hấp dẫn vì vẻ ngoài của nó trông rất dễ thương. Về chế biến, chúng tôi sử dụng cách đơn giản nhất là hấp nên chế biến không gặp khó khăn gì. Theo đó, đầu tiên loại bỏ nội tạng nhưng giữ lại phần tuyến màu vàng và sau đó hấp bọ biển trong 10 phút. Đầu bếp nhà hàng cho biết thịt của nguyên liệu trong mơ này có vị giống như tôm hùm và cua, trong khi các tuyến màu vàng của nó có vị giống như trứng cua. Đầu bếp không dùng những con bọ biển này để nấu nước dùng ramen, thay vào đó họ sử dụng nước dùng gà, cá bào ngư và các thành phần khác. Bài đăng của nhà hàng gây xôn xao cộng đồng mạng khi thu hút hơn 9.000 lượt bình luận và 7.000 lượt chia sẻ. Bọ biển khổng lồ họ hàng xa của cua và tôm là loài lớn nhất trong hàng ngàn loài trong lớp động vật giáp xác. Chúng có thể dài tới 30 cm, là loài ăn thịt và xác động vật biển. Những con bọ biển thường sống ở độ sâu 170 tới 2.140 m, trong đó 80% các loài này sống ở độ sâu 365 đến 730 m dưới đáy biển. Nhiều cuốn sách và bản thảo cổ xưa, một số có niên đại từ thế kỷ 16, đã bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt lũ lụt tàn khốc ở miền Bắc Italia gần đây. Các tác phẩm này hiện đang được cất giữ trong tủ đông để tìm cách bảo tồn. Trong đợt lũ nghiêm trọng ở tỉnh Emilia-Romagna, nhiều sách và tài liệu quý ở những thư viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã bị chìm ngập trong nước. Các tình nguyện viên đã đưa các tác phẩm quý này tới Cesena. Tại đây, các văn bản cổ được bảo quản trong nhiệt độ âm 25 độ C trong các tủ đông công nghiệp. Loại tủ này do Orozel, một công ty chuyên về thực phẩm đông lạnh, cung cấp. Theo ông Bruno Piracini, chủ tịch công ty Orozel, công ty này thường sử dụng quy trình này đối với trái cây và rau quả chín trong vòng 3 giờ sau khi thu hoạch. Nhưng ông không ngờ rằng quy trình nhanh chóng cũng có thể hữu ích cho di sản văn học. Bà Lucia Borgonsoni, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Italia cho biết chính phủ đã dành 6 triệu euro hỗ trợ cho những di sản này. Các hoạt động bảo vệ di sản lịch sử đã được tiến hành, đồng thời các tài liệu hiện vật cũng được đưa tới các nhà kho để khôi phục. Các cuốn sách và bản thảo cổ bị hư hại đã được đặt trong các túi nhựa trước khi được vận chuyển trong thùng kín đến tủ đông ở Cesena. Mục tiêu của việc đóng băng là loại bỏ nước thừa trong sách và ngăn ngừa hư hỏng thêm trước khi tiến hành làm khô và phục hồi sách tốt nhất có thể. Để quá trình này hiệu quả, sách cần được đóng băng càng nhanh càng tốt. Trong trận lũ lụt nghiêm trọng tại Italia vừa qua, 15 người đã thiệt mạng, hàng ngàn người mất nhà cửa và khoảng 500 con đường bị hư hại. Nhiều di sản văn hóa của Italia cũng bị thiệt hại nghiêm trọng trong thiên tai này. 75 di tích, 12 thư viện và 6 địa điểm khảo cổ đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.